Xin chào mọi người. Kênh này không phải là kênh môi giới. Số điện thoại chủ nhà nằm ở đây nè. Em chúc mọi người xem clip vui vẻ. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một bất động sản nằm ở trong hẻm 595 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10 nha mọi người. Như mọi người thấy cái hẻm 595 là một cái hẻm rất là rộng, là xe hơi, là xe tải đi thoải mái luôn nha mọi người. Thì từ đầu hẻm 595 đó, mọi người chạy thẳng vào, sau đó tầm khoảng chừng 100m thôi tới cái ngã ba bên tay phải, mà cái ngã ba thứ ba nha mọi người, là cái ngã ba này nè. Xong rồi mọi người quẹo phải vào đó, mọi người quẹo phải vào nha. Rồi mọi người đi thêm tầm khoảng chừng là 15-20m nữa, nhìn bên tay trái là thấy căn nhà ngày hôm nay nha. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 595-010 lô D Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10 nha mọi người. Trước nhà mình á, thì là xe hơi, xe tải tới được tận nơi luôn nha. Và trước nhà mình là không có lỗi phong thủy gì như là cống hay cục điện gì hết nha mọi người. Đây, thì nhà mình nè, rất là rộng rãi luôn nha mọi người. Thì thông tin của nhà như là diện tích, kết cấu và giá cả em có để bên góc trái video đó mọi người. Đó, mọi người xem trực tiếp nha. Hiện tại là nhà đang cho thuê nha mọi người. Đây, nhà là xây dạng mà thông suốt ra đằng sau hết luôn á, đang cho thuê. Cho nên là đồ đạc hơi nhiều tí xíu nha. Rồi gần ngay cuối nhà đó, thì ở đây á, là cái cầu thang để lên trên thực lửng nha mọi người. Mà em sẽ quay ở đằng sau trước. Thì ở đây là cũng đang làm kho luôn. Và ở cuối nhà sẽ là một cái nhà vệ sinh nha mọi người. Còn đây là cái kho nha mọi người. Mọi người ơi, khoan rời đi. Nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.